Thưa quý vị, vụ việc sập mỏ than vàng danh ở tỉnh Quảng Ninh khiến cho 4 công nhân tử vong khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã ngay lập tức triển khai cứu hộ, đưa 4 thi thể nạn nhân ra ngoài và tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến tai nạn đau lòng này. Theo cơ quan chức năng, tài thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng cộng 50, cộng 80, Việt Nam, khu cánh gà, phân xử khai thác 3, công ty cổ phần than vàng danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 4 công nhân tử vong. Danh tính 4 công nhân tử vong gồm LHN, sinh năm 1993, quê quán xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. NDT, sinh năm 1988, quê ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. PTG sinh năm 1987, quê ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và TVD sinh năm 1990, quê quán phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo ông Phạm Văn Minh, giám đốc công ty Than Vàng Danh, nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định do trong thời gian qua, khu vực mỏ Than Vàng Danh có nhiều trận mưa với lưu lượng 30 đến 70 mm, khu vực xảy ra tai nạn bị ngấm nước. Trong quá trình nhóm công nhân làm việc, bùn và than trôi từ khu vực thượng vận chuyển số 3 đổ xuống, nên những người này không kịp thoát đến khu vực an toàn. Qua xác minh điều tra, nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến sự việc trên do thời gian qua, khu vực mỏ than vàng danh mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lưu lượng từ 30 đến 70 mm, dẫn đến tích tụ bùn nước ngầm xuống các khu vực đã và đang khai thác trong quá trình làm việc bất ngờ bị than, bùn đá tràn trôi từ đầu lò thượng nguồn vận chuyển số 3 xuống chân thượng và khu vực thượng thông gió vận chuyển, vùi lấp nhóm công nhân, gây tai nạn, dẫn đến 4 công nhân tử vong. Hiện nguyên nhân cụ thể đang được đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Ninh điều tra, xác minh làm rõ. Liên quan đến sự việc trên, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công ty cổ phần Than Vàng Danh phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Đồng thời, các cơ quan chức năng và đơn vị phối hợp với gia đình công nhân lo hậu sự cho các nạn nhân. Được biết sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty cổ phần Than Vàng Danh hỗ trợ 70 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV hỗ trợ 20 triệu đồng, công đoàn TKV hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong. Hiện các lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh, công an thành phố Uông Bí có mặt tại hiện trường phối hợp với công ty than Vàng Danh Vinacomin, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Vinacomin tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hầm lò. Thưa quý vị, trước vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại mò than vàng danh ở Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Ngày 27 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 770 CDTTG về vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại công ty cổ phần Than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Công điện đều rõ, Khoảng 19 giờ 20 phút tối 26 tháng 8 năm 2023, tại lò thượng vận phân tầng số 3 PT3, đào từ lò thượng thông gió vận chuyển cộng 50, cộng 80 vỉa 5, giếng cánh gà, phân xưởng khai thác 3. Công ty cổ phần than vàng danh thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng, làm tử vong 4 người. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới nhân thân, gia đình anh em công nhân bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chu đáo động viên, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần đối với gia đình người bị nạn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự đối với bộ công thương thủ tướng yêu cầu phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục các hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động từ sớm từ xa, nhất là trong các điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ về vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Cùng với đó phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương ra soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác an toàn tại phân xưởng khai thác 3, công ty cổ phần Than Vàng Danh, nơi xảy ra vụ tai nạn để kiểm tra và chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn. Báo cáo Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV cho biết, sau khoảng 50 phút từ khi xảy ra tai nạn, thi thể các công nhân được đưa ra ngoài. Vụ việc đang được công ty cổ phần than Vàng Danh phối hợp lực lượng chức năng thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra theo bộ trưởng nguyễn hồng diên với những mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình các công nhân và phân xưởng xí nghiệp cũng như tập đoàn tkv công ty than vàng danh người đứng đầu ngành công thương cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ công thương phối hợp lãnh đạo tập đoàn tkv công ty than vàng danh và các cơ quan chức năng ở địa phương khẩn trương xác minh làm rõ sự việc xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và nhanh chóng có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn không để xảy ra các sự cố tương tự Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Có thể thấy dưới các tầng than sâu, việc khai thác của thợ lò luôn tiềm ẩn các yếu tố rủi ro, nguy cơ mất an toàn lao động rình rập ở mọi vị trí sản xuất. Vì vậy, việc đảm bảo tuân thủ quy định, trang bị bảo hộ lao động an toàn là rất cần thiết. Bên cạnh đó là công tác khảo sát địa chất, đảm bảo an toàn hầm lò là việc tối quan trọng để không xảy ra bất cứ tai nạn thương tâm nào. Những thông tin của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.